Thưa quý vị, sự tăng trưởng của thị trường cùng với quy mô thị trường 100 triệu dân được đánh giá là những lợi thế hàng đầu giúp Việt Nam tiếp tục thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản. Tại Đà Nẵng, Nhật Bản hiện đang là quốc gia đứng đầu trong tổng số 40 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố. 60% doanh nghiệp Nhật Bản sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong 1 đến 2 năm tới. Tỷ lệ này đứng đầu ASEAN. Đây là số liệu đang chú ý từ khảo sát của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Việt Nam vừa công bố. Các doanh nghiệp Nhật Bản dự tính mở rộng kinh doanh từ kỳ vọng vào khả năng tăng doanh thu nhờ mở rộng thị trường, tăng xuất khẩu và tiềm năng tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam. Tình hình đã tốt hơn nhiều so với trước đây, hầu hết các công ty cho biết những lý do kết quả kinh doanh tốt hơn là do kinh tế đã phục hồi từ sau đại dịch, thị trường xuất khẩu và nội địa ngày càng mở rộng. Việt Nam ngày càng trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Nhật Bản. Tại Đà Nẵng, Nhật Bản là quốc gia đứng đầu trong tổng số 40 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Đà Nẵng, với 222 dự án, tổng vốn đầu tư đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Các dự án FDI tập trung chủ yếu là lĩnh vực sản xuất linh kiện, thiết bị chế biến, IT, dịch vụ và du lịch. Hoạt động của doanh nghiệp giúp tạo việc làm cho khoảng hơn 40.000 lao động. Năm 2023, công ty cũng đưa ra kế hoạch sản xuất của mình là mở rộng nhà máy. Chúng tôi đã xây dựng một nhà máy mới để sản xuất cần câu cá và tách riêng ra một nhà máy sản xuất máy quay. Hai nhà máy riêng biệt của chúng tôi đã xây dựng trong năm 2022 và bây giờ đã hoàn thành. Và tôi hy vọng rằng là trong năm 2023 này, kế hoạch tiếp tục đã sẽ đạt được để đảm bảo được cái việc tiến độ sản xuất cũng như đảm bảo đời sống của tất cả công nhân viên lao động trong công ty cũng theo tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản dư địa và tiềm năng đầu tư vào việt nam nói chung và đà nẵng nói riêng còn rất lớn xu hướng dịch chuyển đầu tư của doanh nghiệp nhật bản từ trung quốc sang việt nam vẫn tiếp tục diễn ra đây là cơ hội để việt nam nói chung đà nẵng nói riêng đón làn sóng đầu tư từ nhật bản chính quyền đà nẵng cũng cam kết hỗ trợ tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp fdi hợp tác đầu tư tại đà nẵng trong đó có các doanh nghiệp nhật bản